7 phút một đời làm chính trị, một đời vơ vét. Đảng Cộng sản Việt Nam nhồi nhét vào đầu các thế hệ học sinh rằng chế độ này là chế độ tốt đẹp, ưu việt, con đường mà Đảng chọn là con đường duy nhất. Tuy nhiên, trên thực tế thì đời sống người dân lầm than, đất nước không hề phát triển mà đang tụt hậu so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Trong khi đó thì quan chức tham lam vô độ, chỉ là quan cấp phường, cấp xã với lương 3 cọc 3 đồng, cũng đủ tiền mua nhà, sắm xe, thậm chí cho con du học tư bản. Trên thượng tầng, mỗi quan chức đều nuôi sân sau, lập hệ thống kinh tài riêng để bòn rút tài nguyên quốc gia, để giành hết những ưu đãi chính sách và cướp bóc tài sản của nhân dân mà làm giàu. Dù các quan chức cấp cao thường xuyên lên giọng, giảng dạy đạo đức nhưng hành động của họ thì vô cùng bẩn thỉu. Ông Trương Minh Tuấn, cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, từng viết sách dạy đạo lý nhưng lại tham gia vụ mua bán AVG để bòn rút hàng ngàn tỷ đồng tiền ngân sách, đây chính là tiền của nhân dân Việt Nam. Một chính sách để nuôi lớn những quan chức sâu bọ như thế thì làm sao có thể phát triển cho được. Ngay bản thân ông Nguyễn Phú Trọng, người được xem là trong sạch, người luôn miệng hô hào chống tham nhũng nhưng lại dính đến vụ Siputra đẩy tai tiếng với hai căn biệt thự tiền triệu làm quà. Vậy thì trong chế độ này còn ai trong sạch đây? Chắc chắn đã là người cộng sản thì không có chuyện trong sạch như ban tuyên giáo tuyên truyền. Như vậy, đảng chính trị cầm quyền dựa trên sự dối trá thì tất nhiên không bao giờ có đạo đức và sự tử tế cả. Nếu đảng cộng sản thực sự có đạo đức và thực tế thì họ không cần lập ra bộ máy tuyên truyền khổng lồ để tô hồng cho các vị lãnh đạo của họ. Còn hiện nay, bộ máy tuyên truyền là đảng còn bần thỉu, thậm chí sự bần thỉu này ngày một đáng sợ hơn. Vụ án mobile phone của AVG chiếm dụng của nhà nước 7.000 tỷ đồng đã là con số kinh khủng. Đến vụ án Vạn Thịnh Phát chiếm đoạt của người dân đến hàng chục tỷ đô la Mỹ thì không còn gì để nói. Để những đồng tiền phi pháp được lưu thông, chỉ cần dùng rất nhiều tiền để bôi trơn và những người giúp cho Trương Mỹ Lan đều là những người ngồi ở ngôi rất cao trong bộ chính trị. Ông Nguyễn Xuân Phúc đã bị cho về hưu vì dính đến sai phạm, nhưng là sai phạm gì thì đảng lại giấu nhẹm. Tuy nhiên, với những nguồn tin nội bộ thì sai phạm của ông Phúc không chỉ có vụ Việt Á mà là vụ án lớn hơn, vụ Vạn Thịnh Phát. Để cho tập đoàn lừa đảo này chuyển hàng tỷ đô la Mỹ ra nước ngoài chót lọt và để bảo kê cho tập đoàn này, ông Phúc đã hưởng đến hàng trăm triệu đô la Mỹ, một con số không thể nào tưởng tượng nổi. Những ngày gần đây, nguồn tin nội bộ cho biết Tô Lâm sẽ cho Nguyễn Xuân Phúc sổ khám và người dân cũng đang chờ đợi điều này. Tuy nhiên, việc Tô Lâm khui ra sai phạm của 7 Phúc không phải vì thiện chí muốn làm trong sạch bộ máy nhà nước mà từ những mưu đồ cá nhân. Vấn đề là Tô Lâm sẽ hưởng lợi gì nếu bắt Nguyễn Xuân Phúc? Một lãnh đạo mà nhẫn tâm chấn lột người dân trong lúc nhân dân đang phải đối mặt với sự thiếu thốn về lương thực, thực phẩm, phải đối diện với cái chết vì đại dịch, thì đó là người quá bất nhân. Chỉ riêng tội cấu kết với Việt Á chấn lột tiền của người dân thì cũng quá đủ để đưa Nguyễn Xuân Phúc vào tù. Ngoài ra còn bao nhiêu tội trạng khác. Bắt Nguyễn Xuân Phúc, Tô Lâm cảnh cáo được hàng loạt tứ trụ đã về hưu. Tuy nhiên, việc bắt ông Phúc có thể dẫn đến việc Nguyễn Hòa Bình, Trương Tấn Sang sẽ điên cuồng chống lại. Cân nhắc thiệt hơn về mặt chính trị, có thể Tô Lâm sẽ không thực hiện cho dù công luận đòi hỏi. Không chỉ riêng 7 Phúc, hàng loạt quan chức của chế độ này, dù đã về hưu thì cũng phải là tội đồ. Họ đang được đảng bao dung điều đó, làm hại người dân cả nước. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin 7 Phúc, một đời chính trị, một đời vơ vét. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Tướng Lương Cường là một mối lo của Tô Lâm. Có thể nói ông Lương Cường là cái gai khó nhổ trong ban bí thư. Muốn đẩy ông ra khỏi ban bí thư thì Tô Lâm phải hy sinh chức chủ tịch nước. Sau khi thi học Trung Quốc về và đi Hoa Kỳ vào tháng 9 tới đây, ông Tô Lâm có thể sẽ phải nhả chiếc ghế chủ tịch nước lại cho Lương Cường trong hội nghị Trung ương lần thứ 10.
ngay sau đó là kỳ họp bất thường Quốc hội lần thứ 8 vào tháng 10 cũng sẽ thông qua. Lương Cường vốn là một đại tướng quân đội, ông cũng từng là thế lực ngang ngửa với Phan Văn Giang. Đến nay, ông vẫn có ảnh hưởng lớn trong quân đội, mặc dù là bí thư quân ủy Trung ương, nhưng Tô Lâm rất khó kiểm soát hoàn toàn quân đội. Đương thời, ông Nguyễn Phú Trọng cũng không thể kiểm soát hoàn toàn Bộ Quốc phòng. Muốn ngồi ghế Chủ tịch nước an toàn thì phải nắm được Bộ Công an hoặc quân đội. Ông Tô Lâm hiện nay đang nắm chắc Bộ Công an. Trước đây, ông Lê Đức Anh cũng nhờ nắm chắc quân đội mà trở thành thế lực rất mạnh trong tứ trụ. Thậm chí sau khi về hưu, tiếng nói của ông vẫn rất có trọng lượng. Nếu ông Lương Cường lên ghế Chủ tịch nước thì sẽ không giống với Võ Văn Thưởng hay Nguyễn Xuân Phúc. Điều này chắc chắn ông Tô Lâm hiểu hơn ai hết. Một ông đại tướng cả đời hoạt động trong quân đội và ngoi lên đến chức ủy viên Bộ Chính trị, từng tranh chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng với Phan Văn Giang thì không dễ để coi thường cho được. Nếu nhà ghế Chủ tịch nước cho ông Lương Cường thì không biết ông có thể gây dựng thế lực riêng được nữa hay không, bởi những mối quan hệ của ông trong quân đội rất khó lường. Lương Cường và Phan Văn Giang từng là đối thủ trong cuộc chạy đua vào ghế Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Tại đại hội lần thứ 13 vào năm 2021 đã diễn ra điều đó. Chính vì thế, hai thế lực mạnh trong quân đội này lại không thống nhất với nhau. Tuy nhiên, nếu trở thành Chủ tịch nước, biết đâu ông Lương Cường lại bắt tay với ông Phan Văn Giang để thành một thế lực hợp nhất trong quân đội. Khi đó, liên minh Phan Văn Giang-Lương Cường hoàn toàn có thể cân bằng quyền lực với Tô Lâm. Tại hội nghị Trung ương bất thường vừa qua, giữa Tô Lâm và Lương Cường vẫn chưa đạt được sự thống nhất về phân chia quyền lực. Điều này cho thấy ông Lương Cường vẫn còn đủ mạnh để gây khó khăn cho ông Tô Lâm. Đây chính là mầm họa mà Tô Lâm chưa thể xử lý ổn thỏa. Một Tô Lâm tưởng như vô đối nhưng lại phải dùng kế hoãn binh trước Lương Cường thì xem ra chính trường sẽ còn nhiều diễn biến phức tạp. Với tiềm lực còn khá mạnh, nếu để ông Lương Cường lại trong ban bí thư, rất có thể Tô Lâm sẽ không dễ dàng kiểm soát được ban này. Có một cấp phó không thuần phục, không nghe lời và thế lực đủ mạnh để gây khó dễ thì quyền lực của Tô Lâm sẽ bị hạn chế rất nhiều. Trong hơn một tháng tới, ông Tô Lâm phải tìm cho ra hướng giải quyết với ông Lương Cường. Tuy nhiên, nếu để ông Lương Cường ở ban bí thư thì Tô Lâm khó có thể kiểm soát hoàn toàn ban này. Nhưng nếu đẩy Lương Cường sang ghế Chủ tịch nước thì lại e ngại khả năng Lương Cường bắt tay với Phan Văn Giang để cân bằng quyền lực với Tô Lâm. Có lẽ bài toán của Tô Lâm là làm sao chọn giải pháp ít bất an hơn, chứ chưa thể có giải pháp hoàn hảo cho được, vì không thể cho tướng Lương Cường rơi khỏi vũ đài chính trị như trường hợp của Võ Văn Thưởng và Vương Đình Huệ, bởi công an không có thẩm quyền điều tra tướng quân đội. Tuy thế, và lực của ông Lương Cường không thể so bì với Tô Lâm, nhưng ông Lương Cường đã có quân đội bảo vệ. Ông Tô Lâm không thể dùng công cụ thông thường như đã dùng với các đối thủ khác để mà triệt hạ. Có lẽ ông Lương Cường, ông Tô Lâm có thể dùng cách như ai đó đã dùng với Trần Đại Quang. Chúng ta hãy đợi xem ông Tô Lâm có thể giải quyết bài toán Lương Cường như thế nào. Quý vị và các bạn vừa xem bản tin Tô Lâm đang bế tắc trước tướng Lương Cường, vì sao? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.